em nghĩ chúng ta phải gửi một đứa qua Mỹ thôi anh à. Em nhỏ tiếng một chút thôi, coi chừng đánh thức mấy đứa. Ngồi xuống rồi từ từ nói. Đi Mỹ sao? Đây đáng lẽ là chuyện vui, nhưng trong lúc này lại không có gì vui hết. Tháng nào chúng ta cũng phải vật lộn với tiền học phí cho bọn trẻ. Bây giờ có thêm Barbie nữa, lỡ chúng ta không nuôi nổi nó thì sao? Anh cũng biết là rất khó khăn, nhưng mà nói gì thì nói, em mang thai cũng là chuyện đáng ăn mừng. Ba nói cái gì chứ? Mẹ có thêm em bé nữa hả? Trừ khi bây giờ anh được tăng lương, nếu không thì chắc chúng ta phải gửi một đứa qua Mỹ để anh hai của anh chăm sóc giúp. Gửi tụi mình tới Mỹ. Đứa trẻ thứ tư. Barbie à, con nói với mẹ là con rất thích ăn chăm bông mà, có đúng không? Đây nè, ăn đi con à. Barbie ơi, con chuẩn bị xong chưa? Chà, nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi. Mẹ ơi, sao bác lại tới nhà mình vậy mẹ? Barbie à, từ giờ con sẽ qua Mỹ sống với bác. Tối nay là con có thể ăn tối ở Mỹ rồi. Con sắp phải đi Mỹ rồi sao? Barbie ơi, hãy ngoan ngoãn nghe lời bác nha con. Gia đình mình sẽ cố gắng qua đó thăm con. Barbie ơi. Mẹ ơi. Barbie ơi. Nè Barbie, tại sao con lại uống sữa ngay trong hộp hả? Mẹ đã nói rằng con phải rót ra ly rồi mà. Con mới thức dậy thấy khát quá cho nên. Bây giờ con đã lớn rồi, cho nên không thể cư xử như một đứa bé hoài được. Con có hiểu chưa? Thương em bé trong bụng thôi. Mình thật sự đã bị mẹ cho ra rè rồi. Mẹ chắc chắn sẽ đưa mình qua Mỹ với bác cho cười. Sữa ơi, mình muốn uống sữa. Không lẽ mình phải đi Mỹ thiệt sao? Tụi mình chia nhau xài đi. Em đã phải để dành lâu lắm mới có được nhiêu đó. Trả đây. Chia cho chị một chút đi mà. Trớn rồi. Nó là của chị mà. Không phải rồi. Mình sẽ tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Mà bây giờ mình biết phải kiếm tiền bằng cách nào đây? Mấy đứa đứng lại đó. Tao đứng lại. Cô mà bắt được thì biết tay. Mấy đứa nhóc đáng ghét, rốt cuộc tụi nó đã lẻn vào cửa hàng từ lúc nào vậy chứ? Chắc là mình phải tìm người coi cửa hàng bán thời gian mới được quá. Cô ơi cô. Hả? Cô có thể thuê con trong coi cửa hàng có được không? Cô ơi cô. Cô đã nói rồi không có được đâu. Con nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, nên cô hãy nhận con đi mà. Nha cô. Ê, nhận lại đi. Ôi trời ơi bé con à, công việc bán thời gian này dành cho người lớn chứ đâu phải dành cho trẻ con như con chứ. Nhưng con vẫn có thể làm tốt mà cô. Con làm ơn hãy nhận con vào làm đi, có được không? Bây giờ cô đang bận lắm. Cái này cho con, ăn xong rồi về ha, được không? Cô hãy cho con làm ở đây đi mà. Barbie à, sao em đứng ở đây khóc vậy? Các chị ơi. Em không chịu nói hả? Tại sao lại đứng giữa đường mà khóc như vậy chứ? Chuyện đó thật ra là gì? Em nói gì? Mẹ có thêm em bé nữa sao? Và một trong số chúng ta phải qua Mỹ với bác hai hay sao? Em không muốn đi. Em chỉ muốn sống ở nhà chúng ta thôi. Em đừng khóc nữa. Nếu chuyện đó xảy ra thì chị sẽ đi cho. Chị đi hả? Chị cha đưa sớm như vậy thì không được họ thương đâu, nên chị phải đi thôi. Cho dù là vậy thì em không muốn sống thiếu chị đâu chị Mimi à. Hai đứa có chịu thôi đi không? Dù
có là em bé trong bụng mẹ hay là chúng ta đi chăng nữa, chị nhất định sẽ không cho bất kỳ ai phải đi Mỹ đâu, em yên tâm. Nhưng bằng cách nào? Không thể để gia đình của mình bị chia cắt vì nghèo được. Nếu như chúng ta cố gắng chăm chỉ kiếm tiền học phí thì sẽ không ai phải đi Mỹ hết. Đúng rồi, em có thể làm bất cứ điều gì cho gia đình mình. Em cũng vậy. Nói hay lắm, không ai có thể chia cắt gia đình của chúng ta được. Chỉ cần hợp lực, chúng ta có thể làm bất cứ gì. Đây là con búp bê mà em thích nhất. Buồn quá. Đó là cây viết chì tự động mà Sinh Hôn đã tặng chị đó. Đó là cái nón em thích nhất, vì khi đội nó nhìn em rất đẹp trai. Trời ơi, búp bê này đẹp quá mẹ à. Giá của nó bao nhiêu vậy? Bạn thật sự muốn mua nó hả? Sao không thử dạo một vòng xem trước đi? Trả tiền nè. Được, cảm ơn bạn nhiều nha. Búp bê này đúng là đẹp thiệt. Búp bê của em. Chúng ta kiếm được tiền rồi. Búp bê của em. Viết chì tự động đẹp quá, bao nhiêu vậy con? Dạ 1.000 won đó cô. Của con đây. Dạ. Mình thật là may mắn mà. Nhưng đó là đồ của Sơn Hôn tặng chị mà. Chị ơi, tụi em đói quá, mình có thể mua gì ăn được không? Nếu giờ mà mua đồ ăn thì chúng ta sẽ còn rất ít tiền đó em. Tiền thì không kiếm được bao nhiêu, mà mùa xuân thì còn xa quá. Phải làm sao để kiếm tiền học phí bây giờ? Chắc là do trời lạnh đây mà, hôm nay được nhiều ghê. Ê, mấy đứa bé này tụi con bị làm sao vậy? Chú gì ơi, phải làm sao tụi con mới có được cái máy này vậy? Hả, mấy đứa nói cái gì? Tụi con có thể mua cái máy bán hàng tự động ở đâu vậy? Cửa hàng phế liệu. Đúng là ở đây rồi. Các con nói gì? Chú ơi chú, tụi con muốn mua một cái máy bán cà phê tự động. Nếu chưa đủ, tụi con sẽ mang thêm tiền tới trả cho chú sao? Trong con heo này có rất nhiều đồng 500 won. Chú có thể đếm lại thật kỹ. Ê, mấy đứa nhỏ này thiệt là bộ tính giỡn mặt với chú đó hả? Mau kéo nhau ra sân chơi đi. Chú ơi chú, tụi con không có giỡn đâu chú ơi. Hai đứa cứ băng qua đường, sau đó đi dọc theo hướng này nè. Nó nằm đâu đó gần đây thôi. Baby ơi, nhanh lên. Baby. Phải làm sao đây? Chú An nói là ở trên đường này, nhưng sao mình tìm hoài không thấy Baby? Baby ơi, em ở đâu vậy chú? Giờ phải làm sao đây? Nè mấy đứa, xảy ra chuyện gì vậy? Baby là ai hả? Các chị ơi, em ở đây nè. Baby à. Thưa chị ơi, em xin lỗi nhiều lắm. Không nên Baby, thưa chị mới phải xin lỗi nè. Khi phụ nữ mang thai thì không thể để họ tức giận hay la hét được. Cho nên chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, em hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Dạ, đây là bí mật. Chị ơi, em lượm được 500 won. Chuyện ngày hôm nay càng khiến chị nhận ra là chúng ta chính là một gia đình, không thể chỉ vì thiếu tiền mà bị chia cắt được. Từ ngày mai, chúng ta lại bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền nha. Các em có thể làm được không? Dạ, tụi em có thể làm được. Bà Kim Nang Hyang đã có kết quả xét nghiệm. Dạ.
bé được mấy tháng rồi hả bác sĩ? Tôi có vấn đề tiêu hóa và cảm giác khó chịu buồn nôn vào mỗi buổi sáng. Hả? Ờ, chị nghĩ mình mang thai sao? Là do cân nặng của chị thôi. Cố gắng đừng ăn nhiều quá. Chị không nên ăn đến nỗi bị bệnh như vậy được. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ít nhất thì tụi mình cũng biết được là em không mang thai. Dạ, anh nói rất đúng. Bắp chim thang, cả lan bi rờ, cột qua kẹo là kẹo qua cột. Ê, mấy đứa nhà mình. Chúng ta có một combo, đồ trước với chị kèm gom rất xinh đẹp. Trời cha đu. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Có lẽ mình nên dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi mới được. Mình nói là bạn dừng lại đi mà. Mình có làm cái gì đâu. Đã nói là đừng đặt lên chân của mình nữa. Nhưng mà không có cố ý mà. Đừng bắt là sợ. Tiếc là chơi chơi đu kiếm sơn đón. Hai em bao dừng lại cho cô. Mấy ngày nay cô đã để ý hai em. Cô cảm nhận được cả hai em đều không tôn trọng đối với bạn của mình. Cho nên cô đã quyết định cô sẽ đưa ra một trò chơi có tên là thần hộ mệnh. Luật lệ của trò chơi thần hộ mệnh này thật sự rất đơn giản. Mỗi em sẽ lấy một cái tên bên trong cái hộp này, và các em phải bảo vệ và chăm sóc cho người đó trong vòng một tuần. Thật hay quá. Làm thần hộ mệnh sao? Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất trong trò chơi thần hộ mệnh này đó chính là các em không được để cho người bạn đó phát hiện ra. Điều đó tức là các em phải giúp đỡ và bảo vệ người bạn đó trong vòng một tuần mà không để bạn ấy phát hiện. Trò chơi rất thú vị. Mình rất thích trò này. Không, chẳng có gì thú vị hết. Nếu bảo vệ lầm người thì sẽ là một tuần đầy đau khổ của mình. Được rồi các em, bây giờ hãy xếp hàng để lên bốc thăm người bạn của mình đi nha. Thần hộ mệnh. Lên đi. À, chào bạn Cha Đu. À ha, chắc bạn bốc trúng tên Cha Đu. Có bao giờ bạn chào hỏi Cha Đu đâu. Cô đã dặn rồi, không được để bị phát hiện ra thần hộ mệnh của mình là ai. Ủa, nhưng mà là mình thiệt á hả? Thôi đi, bạn đừng ở đó nằm mơ nữa. Mình chào bạn là vì cảm thấy cuộc cãi nhau ngày hôm qua không hay thôi. Trời ơi, ồn quá. Ủa? Hơi đúng là đám trẻ con. Các bạn cứ y như là đang học lớp mẫu giáo vậy á. Chắc bạn là thần hộ mệnh của ai ở đây rồi. Trước giờ bạn đâu có nói chuyện với tụi mình. Hôm nay ai trực lớp vậy hả? Sao không chịu dẹp thùng rác? Chắc bạn là thần hộ mệnh của bạn ấy rồi. Nếu nói cho bạn ấy biết thì chắc chắn bạn ấy sẽ không la nữa. Cái gì hả? Minchi à, bạn hãy trả cuốn tập toán lại cho mình có được không vậy? Mình để quên ở nhà mất rồi. Minchi à, nếu như bạn bỏ quên, có nghĩa không phải là thần hộ mệnh của mình rồi đúng không? Mình để giỡn đó, mình có đem theo nè. Nè các em, ngày hôm nay cô muốn cả lớp chúng ta hãy trình bày theo nhóm về chủ đề mà cô đã cho tuần trước. Các em chuẩn bị xong chưa? Không biết phát minh nào các em sẽ đưa ra thảo luận đây. Cô đang háo hức quá. Mọi người đều làm một đề tài có đúng không? Mong các bạn đừng xỉu khi nhìn thấy phát minh của mình. Minchi à, chắc chắn bạn còn nhớ chứ. Mình đã thật sự rất khó chịu khi đồng xu của mình đã lăn ở dưới tủ áo và rất khó khăn mới lấy ra được. Và bây giờ, nếu như gặp chuyện đó xảy ra, các bạn có thể sử dụng cái này. Thiết bị thu thập đồng xu. Cái đó mà là phát minh sao? Phát minh này thật sự rất là thú vị Cha Đu à. Nhưng mà Nam Trâm không hút đồng xu được. Và dù có thể hút được đi nữa, nếu như đồng xu nằm ở xa cũng đâu có hút tới được. Nó có thể kéo dài ra được, giống như vậy nè. Cái đó có thể giơ tới trần nhà. Bạn mau im đi, tên mập đáng ghét kia. Bạn bị gì vậy? Mình thấy cũng hay mà. Vậy nhóm chúng ta sẽ trình bày cái này. Cái gì chứ? Bạn bốc thăm trúng Cha Đu phải không? Các em chú ý, mỗi nhóm cử một bạn lên đây trình bày giùm cô đi nào.
Phát minh của nhóm tụi mình là thiết bị thu thập đồng xu. Nó có thể giơ tới bất cứ đồ vật gì, bởi vì có thể kéo dài ra. Được rồi, bạn ráng chịu đau nha. Nó không nhúc nhích chút nào sao hả? Lớp phó là thần hộ mệnh của Đăng Ghi. Shadow à, bạn có nhà không? Ờ, tụi mình sẽ ra ngoài chơi, bạn đi chung không? Các bạn tính đi đâu chơi vậy? Đi hái hạt dẻ. Đó là ý của bạn muốn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà mình cùng ăn uống và sau đó chơi trò chơi điện tử. Nhưng mà mình lại muốn đi hái hạt dẻ. Gì hả? Vậy cha luôn chính là thần hồ mệnh của Yun Sức có phải không? Wow. Ây cha, có quá trời hạt dẻ luôn kìa. Hình như bạn không vui khi tụi mình đến đây hái hạt dẻ đúng không vậy? Hãy hái và nướng hạt dẻ ăn đi. Có hiệu quả không đó? Mình đã mang theo một vũ khí bí mật. Đây. Cái nam châm này rất mạnh, vì vậy nó sẽ thực sự rất hữu ích đó. Đây là lý do mà bạn muốn dùng phát minh của mình có đúng hay không? Sao hả? Vậy bạn nghĩ nó phù hợp với việc gì ngoài hai trái cây đây? Mọi người nhanh đây nè. Gài ra. Thiệt là mình không tin tưởng bạn nói chút nào. Cẩn thận đó. Shadow à, bạn không sao chứ? Chân của bạn bị thương rồi kìa. Shadow à, bạn có thể đi được không? Bạn không sao chứ? Yun Sức à, tất cả cũng là lỗi của bạn đó. Chính bạn là người muốn như vậy mà. Bạn là thần hộ mệnh của Shadow đó hả? Gì vậy? Trời mưa sao? Ủa? Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi. Mưa lớn quá nên nước dâng lên rồi. Shadow đâu rồi? Nhưng tại sao chỗ này trơn quá vậy? Chân đang bị thương thì không thể tự mình đi qua chỗ này được đâu, bạn hiểu chưa? Bạn vừa mới nói cái gì? Đây là lỗi của ai chứ? Mình có thể tự đi được, buông đi ra. Coi nè. Nè, để mình cõng bạn. Bạn nói cái gì hả? Lên lưng mình đi, trời đang mưa lớn lắm, nhanh lên. Mình không có bị điên đâu, bạn hãy mau tránh ra chỗ khác đi, nhanh lên. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thế mình vẫn có thể tự đi được mà. Đừng có lo nhoi nữa, khó cõng hơn á. Nè Yun Sức à, mau bỏ mình xuống đi, bỏ xuống ngay. Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết mưa rồi. Shadow à, bạn có sao không? Mau tỉnh lại đi. Nè cháu gái, con cảm thấy sao rồi? Nè bác gì ơi, bạn ấy không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà, cô bé vẫn thở bình thường. Chỉ là bị choáng một chút xíu mà thôi. Nếu như vậy thì bạn ấy có cần làm hô hấp nhân tạo hay không vậy? Hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nếu biết cách hô hấp nhân tạo thì bạn hãy xung phong đi. Nhưng mình nghĩ ở đây chỉ có mình mới biết tại sao bạn ấy bị choáng và biết cách hô hấp nhân tạo. Cha, nhìn Shadow thật tội nghiệp. Làm ơn tránh ra một bên.
Ngày hôm nay trò chơi thần hộ mệnh sẽ kết thúc. Thật buồn quá đi. Tuần vừa qua thật đúng là rất thú vị. Đúng vậy đó, trò chơi kết thúc thật là buồn. Mình cũng thích trò chơi thần hộ mệnh này. Ủa? Nè đốt đốt, mau xóa cái đó đi. Ủa? Cô chào các em. Hôm nay là ngày kết thúc trò chơi thần hộ mệnh đúng không? Dạ. Do bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em đã có thể được biết thần hộ mệnh của mình thật sự là ai. Chắc các em rất tò mò đúng không nào? Vậy thì các em hãy nói ra cho bạn mình biết đi nào. Vui sức. Mình không thể nào tin nổi sự may mắn lạ lùng này được. Là lớp phó. Không có vui chút nào. Mình thật sự không làm gì hết. Trời ơi, mình không thể ngờ là có thể bốc được cái tên riêng cho mình. Trời cha đưa, mình đã cứu bạn ấy. Anh Huy, bạn ấy rất ổn, như vậy mình đã không phải bảo vệ bạn ấy. Về nhà mình đã gặp cái tên Minchi và viết tên của cha đưa vào. Nè cô giáo Ly, cô tạo ra trò chơi thần hộ mệnh trong lớp sao? Đúng vậy đó, nhờ trò chơi mà trong suốt mấy ngày vừa qua trong lớp tôi không có bất cứ một cuộc cãi nhau nào hết. Dạ thưa cô, cha đu và đôn đôn đánh nhau, mũi của họ đã bị chảy máu rồi. Vậy hả? Gì vậy chứ? Con cũng nghe mà có phải không? Dạ. Đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi. Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Là ba. Cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. Ba. Ba, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? Không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à, nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời đó. Ba đã mất rồi hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu giết mẹ. Các con hãy đi học đi, mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Được rồi, anh đồng ý.
Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có, ý anh là em rộng lượng quá à. Vậy được rồi, bây giờ em mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Mẹ, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây à. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu vì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Hả? Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Chadu à, con hãy mau dậy đi nha. Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? Từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Ba đúng là tuyệt vời. Có gì đâu. Trời mặn quá. Món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy. Để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. Đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hodon hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha?
Dạ dạ không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hồ Đôn, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hồ Đôn à, Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, Hồ Đôn à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Ba xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên ba đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết, đâu cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà, cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời. Nhanh lên về nhà thôi. Tụi con đói bụng lắm rồi. Nhanh tuyệt quá. Ba bụng lại là tuyệt vời nhất. Đủ rồi, tụi em cũng nóng lắm chứ bộ. Tại sao chị lại bắt tụi em phải quạt cho chị như vậy chứ? Chị Mimi nói đúng, mấy cái đứa này thiệt là. Truyền thống của chúng ta là các em nhỏ phải biết tôn trọng anh chị lớn. Mà trong ba chị em mình, người lớn nhất chính là chị, không phải hay sao chứ? Hai đứa đó, tất cả những gì học được ở trường đều trả lại cho thầy cô hết rồi hay sao hả? Trần sắp tới nói điều đó hay sao? Không cần phải truyền nữa đâu. Tiếp đi, những điều cần biết chị vừa dạy cho các em hết rồi. Thôi đi, chị chỉ lỡ dẫn chuyện thì có. Các con ơi, mau ra đây đi. Kỳ lạ ghê, giọng của ba nghe không giống như là có mua đồ ăn vặt cho tụi mình đâu. Ba Bi à, em ra xem thử coi sao đi. Em biết rồi. Nhớ kỹ nghe chưa, nếu có đồ ăn vặt thì phải cho chị biết đó. Nhi Mi còn chờ gì nữa, tiếp tục quạt cho chị đi chứ. Wow, dễ thương quá à, dễ thương thiệt. Trong hộp có gì vậy ba? Nè các con, mau qua đây đi. Wow, một con mèo. Màu vàng. Dễ thương quá đi. Bà nghe thấy có tiếng kêu nên đã đi ra coi thử. Sau khi kiểm tra một vòng thì thấy cái hộp này ở trước cổng nhà của mình. Thấy sao nè, nó dễ thương có đúng không? Dạ. Con ngồi đó làm gì vậy? Làm ơn mang cái thứ hôi hám này đi đi giùm cái. Sao lại mang về không biết nữa. Hey, sao em lại nói vậy? Trên người của nó đâu có mùi hôi gì đâu. Mà nuôi mày cũng rất tiện nữa chứ. Nó có thể bắt được chuột á. Ủa?
mày đang làm cái gì vậy hả? Nè, có leo xuống hay không? Thể leo xuống. Bắt được rồi. Mày dám leo lên đầu của tao ngồi hả? Anh nhìn đi, bên nó cho cố vô để nó leo lên đầu của em ngồi kìa. Với lại con mèo nhỏ xíu như vậy thì làm sao có thể bắt được chuột kia chứ? Chuột bắt nó thì có. Ông xã, anh có nhớ cái vụ cha Đu mang về con gà nhưng thực ra là một con đà điểu hay không? Lỡ như nó không phải là mèo mà là một con cọp thì sao? Không phải đâu, nó chắc chắn là mèo mà bà xã. Ở cái này thì anh có thể đảm bảo. Em nói không là không, lập tức mang nó đi khuất mắt em. Nhưng bà xã, mấy đứa nhỏ nhà mình rất thích nó. Mẹ đồng ý đi. Tại sao mẹ của con lại có thể nhẫn tâm như vậy? Hả? Con nói cái gì? Dạ, mình có thể cho nó ở ngoài sân được mà mẹ. Chứ nó còn nhỏ như vậy mà đem bỏ thì tội nó lắm. Chuyện này đúng đó mẹ, nó chỉ là em bé thôi mà. Nhưng nếu như vậy thì... Mẹ ơi. Ơi, bà bị... Mẹ giữ lại nó đi. Con với các chị sẽ cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Chứ giờ mà đuổi nó đi thì tội lắm á mẹ. Bà bị à. Nếu như mẹ vẫn kiên quyết muốn mang em ấy bỏ đi, vậy thì con sẽ trở nên xấu xa và sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu. Từ giờ con sẽ không làm Barbie ngoan ngoãn nữa. Mẹ sẽ giống như chị cha đâu. Ê, rồi mẹ đồng ý. Nhưng từ giờ con đừng nói vậy nữa nghe. Dạ. Mẹ sẽ ghi lại để lần sau xài. Sao em có thể học mấy cái không hay ho chút nào vậy? Nhưng mà nó sẽ không được phép xuất hiện ở trong nhà. Cả bốn người phải tự phân công nhau chăm sóc cho nó thật tốt. Mẹ sẽ không làm gì cho nó hết. Mấy cha con có hiểu chưa? Dạ. Dễ thương quá đi. Em thấy chơi bóng vui quá chừng luôn. Em ấy thật sự rất dễ thương. Chị ơi, chúng ta đặt một cái tên cho em ấy được không? Đúng rồi ha, phải lấy cho em ấy một cái tên ngầu thiệt là ngầu luôn. Một cái tên mà khi vừa nghe qua lũ chuột phải run rẩy trong sợ hãi. Tom thì sao ta? Cha Đu, em ấy là con gái nên phải đặt tên dễ thương. Em mới nghĩ ra một cái tên Marie Antoinette dễ thương nè. Antoinette cái gì chứ? Tên Tom nghe hay hơn nhiều. Marie Antoinette mới là hay nhất. Chị ơi, em là người đã năn nỉ mẹ để chúng ta được giữ em ấy. Vì vậy em sẽ đặt tên cho em ấy. Đúng không mèo con? Đúng rồi ha, những gì Barbie nói nghe cực kỳ hợp lý. Vậy chuyện đặt tên cứ giao cho Barbie đi. Em định lấy tên gì? Vì em ấy có bộ lông màu vàng cho nên tên em ấy là màu vàng. Hay sao hả? Màu vàng. Em thích cái tên này không? Được rồi, tuy cái tên nghe hơi kỳ nhưng miễn là Barbie muốn thì chúng ta sẽ gọi là màu vàng. Các cô đang làm cái gì vậy hả? Trời ơi, mẹ đã nói là không được phép mang nó vô nhà rồi mà. Trời ơi, mang nó ra ngoài mau lên, không thấy nó vừa dơ vừa hôi nữa hay sao? Nhưng màu vàng đâu có dơ đâu mẹ, em ấy cũng không bị hôi luôn. Màu vàng hả? Màu vàng là tên của nó hay sao? Cái tên màu vàng này nghe qua cũng dễ thương à hen. Má, nhưng dù tên có đẹp hay không vẫn là không. Lập tức mang nó ra ngoài cho mẹ mau lên. Chuyện gì? Không được đâu màu vàng ơi, mau xuống đây đi. Mày lại chán sống nữa rồi sao? Sao em cứ leo lên đầu mẹ chị chơi hoài vậy, màu vàng? Không sao đâu, ở ngoài sân cũng tốt mà. Ngoài này rộng, em có thể tha hồ chạy nhảy luôn. Góc bên kia chính là vườn rau của mẹ đó. Em muốn chơi ở đâu cũng được, nhưng đừng có qua tới bên đó nha. Ôi trời ơi, ở của tôi, rau diếp của tôi. Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Mấy đứa nói đi, đứa nào đã làm rối tung vườn rau của mẹ như vậy hả? Nói mau lên. Không phải con làm đâu mẹ ơi. Con cũng không phải là con. Tụi con sẽ không bao giờ làm rối tung vườn rau của mẹ lên như vậy đâu. Vậy có nghĩa là là màu vàng. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Màu vàng ơi, mau chạy đi. Cái
đồ phá hoại. Bây giờ ta sẽ đem mày ra trại tập trung động vật luôn. Em hãy nghe cho kỹ nha Màu Vàng. Bọn chị thật sự rất yêu quý em đó. Nhưng nếu như em muốn sống cùng với mọi người thì phải tuân thủ những nội quy ở trong nhà chị. Đúng vậy, trong nhà mẹ chính là bà chủ lớn nhất luôn. Vậy cho nên từ giờ em phải cư xử thiệt đúng đó, có biết chưa? Tao mà tìm được mày là mày sẽ biết tay tao đó mèo con. Ủa? Dạ xin hỏi ai ạ? Nani An ạ. Mẹ mới lên hả? Tại sao mẹ lại không gọi cho con trước chứ? Mẹ lên thăm con gái của mình cũng phải báo trước hay sao? Sao đây? Vậy mẹ đi về nghe. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Con rất vui khi mẹ lên đây chơi. Nani An à, những ngày khó khăn của con đã qua rồi. Dạ, mẹ nói như vậy là có ý gì ạ? Thì hai ngày trước, khi mẹ đang làm việc ngoài đồng tỏi, đột nhiên cuốc của mẹ đụng trúng thứ gì đó rất cứng. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là một tảng đá, nhưng mà ai ngờ mẹ tìm thấy vàng. Đó cũng chính là số vàng này nè. Trời đất ơi, đây thật sự là vàng mà mẹ đã đào được hay sao? 50.000, 100.000, 150.000, 1 triệu quá. Sao mẹ không ở lại ăn tối mà đã đi về rồi? Thôi không cần đâu, mẹ lên thăm cháu gái và cháu trai của mẹ sao? Nhưng mà Nani An nè, hãy sử dụng để có cuộc sống hạnh phúc hơn nghe không? Mẹ ơi mẹ. Cái gì đây? Trời đất ơi. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng mình lại có cảm giác mình đang cầm cái thứ gì đó trên tay thì phải. Không lẽ là... Trời đất ơi! Lại là mày. Màu Vàng à. Thiệt là cái con mèo nhỏ đáng ghét này. Bà xã ơi, em bình tĩnh lại đi. Nó làm như vậy chắc chắn là để trả thù em đó anh. Không phải đâu, anh nghĩ nó làm vậy là muốn tặng quà cho em vì em đã chấp nhận nó ở lại đây mà thôi. Ta nói đúng đó mẹ ơi, con có đọc trong sách thấy người ta nói mèo bắt chuột tặng cho chủ nhân chính là để cảm ơn đó mẹ. Con đừng có nói nữa, sách mà con coi chỉ là truyện tranh hư cấu. Lần sau không biết nó sẽ tấn công hay là khiến cho mẹ tức chết nữa đây. Không nói nhiều nữa, ngày mai mẹ sẽ bán nó cho cửa hàng động vật. Mẹ chịu như vậy là đủ rồi. Con ghét mẹ lắm. Mẹ Không được, mình phải vững vàng. Được rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi bán mày đến cửa hàng động vật. Nó chắc chắn sẽ là của mình. Sao ngày phát tiền tiêu vặt đến nhanh vậy không biết nữa. Nghe đây,
các con sẽ không được mẹ cho thêm đâu, biết chưa? Cho nên phải tiết kiệm à. Dạ. Cái bụng của mình hình như bị đói rồi, có đúng không? Ngày mai mình sẽ ăn thỏa thích bánh gạo cay và kem để lấp đầy cái bụng của mình. Còn em sẽ mua cái kẹp tóc mà em thích từ lâu. Chị Chadu và chị Mimi ơi, em có chuyện muốn nói hai chị nè. Cái gì chứ? Không thể nào. Em đang nói thiệt đó, hai chị hãy nhìn đi. Vậy là thật rồi, chị đã mượn tiền của em nhiều như vậy hay sao? Em trai giàu có. Bỏ thêm vào 1 đồng, bỏ thêm vào 2 đồng. Dạ trời, Barbie đã tích góp số heo đất này từ bao giờ vậy? Một nửa số tiền trong heo đất đó, chị dám chắc là tiền của chị đó. Đóng lại. Người giàu nhất ở trong nhà mình có lẽ là Barbie, chứ không phải là ba và mẹ của mình đâu. Đúng vậy, chị em ấy đã bỏ hết tiền vào ngân hàng heo đất rồi. Thiệt là hết nói nổi. Tên nhóc keo kiệt này, sao lại có thể gom góp hết tiền bạc của gia đình như vậy chứ? Chị nói rất đúng, thật là quá đáng mà. Không thể để yên được, chị phải nói chuyện với em ấy mới được. Đúng lắm, chị phải nói em ấy biết những gì mà chúng ta đang suy nghĩ mới được. Chị không tin nổi là em mới tí tuổi mà đã tham lam như vậy rồi đó. Em đang bóc lột từng đồng tiền xương máu của tụi chị, em có biết không? Barbie à, em đó. Gì vậy? Không ngờ em vẽ tranh đẹp quá. Barbie của chị giỏi ghê. Thiệt không? Thiệt mà. Em nhìn thử đi. Con sư tử này em vẽ nhìn giống y như thiệt luôn. Nhưng đây là chó con mà. Hả? Vậy sao? Chị biết mà, dĩ nhiên là chó con rồi. Ý chị tuy bây giờ chỉ là chó con, nhưng khi lớn lên nó sẽ nhìn giống y như một con sư tử vậy đó. Thật vậy hả? Đáng yêu ghê. Đứa em trai của chị đáng yêu quá à. Chị lại muốn mượn tiền của em nữa rồi, có đúng không? Ôi trời ơi, em trai của chị không những vẻ đẹp như họa sĩ mà còn thông minh nữa chứ. Đúng vậy đó, em có thể cho chị mượn mấy ngàn won có được không? Hả? Mà chị mượn để làm gì? Để chị đi mua kem. Không những như vậy, chị cũng sẽ mua cho em một cây kem nữa, chịu không? Hả? Không bao giờ. Gì sao chứ? Chị vẫn còn nợ em chưa trả hết tiền mà còn muốn mượn thêm để mua kem nữa hả? Từ từ chị trả mà. Chị đúng là một con ve sầu. Hả? Là gì? Chị chính là một con ve sầu lười biếng, chỉ lo ca hát không biết chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mùa đông sắp sửa tới rồi, và em ghét nhất là bị đói và bị lạnh. Cho nên dù chị có đến gian này cầu xin em cỡ nào đi nữa, em cũng không bao giờ giúp chị đâu, đừng nói nữa. Chị cứ chơi đùa thỏa thích đi, mùa hè sẽ qua sớm thôi. Chị ơi, chị có ổn không? Mimi à, chị không hiểu cái gì vừa mới xảy ra với chị nữa. 10 năm sống trên đời giống như bị bỏ đi vậy. A B C D E F G F I J K. Barbie, em có muốn chị kể cho em nghe lý do vì sao chị biến thành con ve sầu hay không hả? Hồi lúc trước á, chị rất tiết kiệm tiền và cũng là một chú kiến chăm chỉ giống như em vậy. Mấy con heo đất của em bây giờ sao? So với số heo đất mà chị tích lũy được lúc bằng tuổi của em thì chúng chẳng là gì so với của chị đâu em à. Con gái ngoan của mẹ. Cầm lấy cho con 200 won. Ba ơi. Của con đây. Bỏ vô đây, rồi mình sẽ trở thành giàu có.
Đúng vậy, lúc đó chị đã nghĩ rằng mình sẽ thật giàu có cho tới khi có một chuyện xảy ra. Wow, thật sao? Ba mẹ định sẽ làm nhà vệ sinh mới cho nhà của chúng ta sao? À, đúng rồi con, thời gian qua rất bất tiện phải không? Dạ. Vì vậy mẹ mới nghĩ là lấy số tiền cha đưa đã dành dụm để làm nhà vệ sinh, con thấy có được không vậy? Phải đó cha Đu à, tiết kiệm tiền là để làm những việc cần thiết, như là việc làm nhà vệ sinh mới chẳng hạn. Phải rồi, và sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ gọi là nhà vệ sinh của cha Đu. Nhà vệ sinh có tên của cha Đu luôn. Sao con, con đồng ý chứ. Và cũng kể từ ngày đó, mỗi lần có việc gì cần tới tiền, ba mẹ đều cùng tới để tìm chị. Cha Đu à. Ôi trời ơi, mẹ thật sự là vui lắm. Cha Đu à. Dạ, thấy đã đến cố lên. Nhà chúng ta có thêm máy giặt và tivi mới, mà mấy con heo đất của chị thì cũng dần dần biến mất hết. Chính vì vậy chị đã quyết định. Mẹ ơi, mẹ cho con tiền đi. Ôi trời ơi, con gái ngoan, con xin tiền để bỏ ống heo hả con? Đây nè. Bỏ ống heo sao? Tại sao mình phải làm vậy chứ? Sao, thế nào hả? Em còn định để dành tiền nữa hay không? Vẫn còn là trẻ con thì thích ăn gì cứ ăn đi, thích mua gì cứ mua. Em cứ sống cho thật vô tư và thoải mái. Em có hiểu chị muốn nói gì không? Dù sao thì... Muốn chị nói thêm một bí mật nữa không? À, mẹ định đổi máy sưởi mới đó. Em cảm ơn chị đã nói cho em biết nha. Vì vậy cho nên trước khi ba mẹ lấy hết tiền của em thì hãy rộng lượng với tụi chị một chút. Thôi được rồi. Thành công. Chị ơi, em có thể ở cùng với chúng thêm một đêm nữa có được không? À, nếu như em muốn thì đương nhiên là được rồi. Nhưng mà phải nhớ những gì chị đã nói với em. Em đừng có quên là mùa đông sắp tới rồi và nhà chúng ta đang cần máy sưởi mới. Nhưng em thấy tội nghiệp cho Barbie quá. Em bị làm sao vậy hả? Gì chứ, vừa mới theo phe chị xong bây giờ tự nhiên lại muốn trở nên tốt bụng là sao? Nếu như vậy thì chị sẽ lấy luôn phần của em. Hả? Không đâu, em chỉ nói vậy thôi mà. Cảm ơn cô. La 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 la. Cha Đu à, hôm nay mà có chuyện gì vui hay sao hả? Đúng vậy, là vì hôm nay chắc có lẽ mình sẽ nhận được tiền. Minchi à, thời gian qua bạn bao mình ăn rất là nhiều lần rồi. Để ngày mai mình sẽ bao bạn ăn cả đời luôn. Thật vậy sao? Vậy thì thích quá ha. Thưa mẹ, con mới đi học về. Xảy ra chuyện lớn rồi chị ơi. Hả? Không lẽ là... Các con về rồi sao? Barbie à. À, tôi đặt nó ở đâu đây? À, anh hãy để nó bên kia giùm tôi. À, dạ được. Em nhận thấy làm như vậy thì sẽ tốt hơn là đưa tiền cho các chị. Bởi vì mùa đông sắp tới rồi. Em sẽ trả giá vì dám làm như vậy với chị. Hả? Tiệc sinh nhật sao? À, bạn Đông Xu đã mời em đi ăn sinh nhật của bạn ấy. Cô bé China mà em thích cũng tới có phải không? Dạ, không những China mà tất cả các bạn ở trong lớp cũng được mời tới dự tiệc luôn á. Nếu như vậy thì... Vậy thì tụi chị sẽ biết em trở thành người tuyệt nhất trong bữa tiệc đó. Đúng vậy, em sẽ trở thành cậu bé đẹp trai nhất trong bữa tiệc hôm đó. Thật vậy hả? Đương nhiên rồi. Tuyệt. Quá hoàn
hoàn hảo. Thật chứ, em soi gương có được không? Hả? Ôi trời ơi, đã sắp tới giờ dự tiệc rồi kìa. Em nên đi liền đi nếu không là trễ giờ đó. Đúng như vậy á. Đi dự tiệc sinh nhật mà lại đi trễ giờ thì không là sự chút nào hết trơn á. Ha ha, em hiểu rồi. Đi chơi vui nha. Cảm ơn các chị nhiều. Gặp lại sau nha. Nhưng mà chúng ta làm vậy có ác quá không? Em nói cái gì vậy? Em đã quên mất cái vụ máy sưởi rồi hay sao? Chị sẽ cho Barbie biết tay cho tới khi nào máy sưởi mới bị hư mới thôi. Chị ơi, Đàn Su ơi, mình tới rồi. Ủa, bạn Sơn gì? Sơn ghê à, mặt bạn bị sao vậy? Hả? Mặt của mình bị làm sao hả? Bạn tự nhìn đi. So